Chào anh chị, đây là tiến độ mới nhất về Sun Go Hà Nam và nhà mẫu thấp tầng dự án khu đô thị thành phố thời đại Sun Urban City Hà Nam. Và chúng ta đang nhìn thấy khu vực nhà mẫu cũng như là một phần của công viên sân Go Hà Nam có quy mô là 19,37 ha đang được chủ đầu tư thi công rất là nhanh. Chỉ sau khoảng 1 đến 2 tuần thì chúng ta có thể thấy là tiến độ thay đổi liên tục và ở đây thì một số cái hạng mục cọc móng của công trình sân gô Hà Nam đã thành hình rồi anh chị ạ đã đổ xong đài cọc các thứ rồi còn đây là khu vực nhà mẫu nhà mẫu thấp tầng hiện tại thì chủ tư đang tạm thời đóng cửa để hoàn thiện tiếp tục hoàn thiện và sẽ sớm khai trương để mở cửa đón khách về cơ bản thì nhà mẫu thấp tầng đã hoàn thiện rồi hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài Hiện tại thì còn cái phần đường vào là chưa đổ bê tông và một số căn ở phía bên trong thì chủ tư đang hoàn thiện phần nội thất. Chúng ta có thể nhìn thấy mặt ngoài của nhà mẫu thấp tầng. Theo như công bố mới nhất của chủ đầu tư thì tất cả các sản phẩm nhà mẫu thấp tầng cũng như là các căn biệt thự, thao hao của dự án thì đều có thêm phần hầm, phần tầng hầm nữa. Còn anh chị có thể để ý là ở đây cái phần sân sau của những cái căn nhà mẫu sẽ có thêm cái phần sân phơi. Và đây là toàn cảnh về cái block nhà mẫu của dự án Sun Urban City. Ở đây thì có các cái sản phẩm với diện tích mặt tiền khác nhau. Nhưng chủ yếu của nhà mẫu này thì sẽ là mặt tiền 4m. Hai căn góc là hai căn có cái diện tích đặc biệt, mặt tiền sẽ rộng hơn, mặt tiền sẽ là 8m. Và block này thì bao gồm 6 căn nhà mẫu với chiều cao là 3 tầng 1 tum và 4 tầng 1 tum. Còn từ nhà mẫu chúng ta sẽ view thẳng ra khu vực công viên Sun Gua Hà Nam. Hiện tại thì chủ đầu tư đang hoàn thiện các hạng mục đầu tiên của Sun Gua Hà Nam ở khu vực đối diện nhà mẫu. Để sau này khi anh chị tới thăm nhà mẫu chúng ta sẽ có một cái góc view cực kỳ đẹp ra Sun Gua Hà Nam. Và công viên Sun Gua Hà Nam là một trong những cái công viên chủ đề lớn nhất mang thương hiệu Sangua và đặt tại Hà Nam. Tại đây thì chủ tư sẽ phát triển cái mô hình công viên nước hồ tạo sóng theo cái chủ đề múa rối nước. Bên cạnh đó thì chủ tư còn phát triển một tổ hợp vui chơi giải trí trong nhà Wonderland dành cho trẻ em với cái diện tích mặt sàn lên đến 100.000 m2, xây nổi 5 tầng. Đây là toàn cảnh về cái khu vực San Go Hà Nam đang được chủ đầu tư san lấp và thi công. Hiện tại thì tỷ lệ san lấp của quỹ đất San Go Hà Nam đã rơi vào khoảng 60% rồi anh chị ạ. San lấp rất là nhanh. Và một số phân khu thì đã ép cọc móng, một số phân khu thì đã đổ đài móng. Còn lại thì đang san lấp. Dự kiến thì San Go Hà Nam sẽ hoàn thiện vào năm 2025 và với cái tốc độ thi công như hiện tại của Sun Group, thì có lẽ là Sun Group Hà Nam sẽ hoàn thiện sớm. Đặc biệt hơn thì một số thông tin cập nhật tới anh chị là chủ tư Sun Group uh, sẽ dự kiến công bố nhiều những cái thông tin mới về giá bán cũng như là chính sách bán hàng của các cái sản phẩm nhà phố liền kề, nhà phố thương mại hay còn gọi là townhouse mặt tiền 4m, mặt tiền 8m, những sản phẩm về biệt thự, mặt sông biệt thự ở các cái trục đường phía trong, và các trục đường chính hay là căn hộ. Những chính sách bán hàng có 102 trên thị trường. Ngoài ra thì còn có các cái thông tin thêm về các cái khung giá bán của các cái sản phẩm tại dự án Sun Urban City Hà Nam. Và anh chị nào quan tâm chi tiết hơn về các cái sản phẩm, về giá bán cũng như là chính sách bán hàng thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Dự kiến thì ngày 25 tháng 8 này thì chủ tư sẽ tổ chức cái lễ ra mắt với quy mô uh, lớn tại uh, nhà thi đấu tỉnh Hà Nam, chính thức giới thiệu dự án Sun Urban City Hà Nam tới toàn thể người dân cũng như là các khách hàng tại Hà Nam và các khách hàng từ Hà Nội anh chị có thể về Hà Nam để tham dự sự kiện và đặc biệt hơn thì theo những cái thống kê cập nhật của em Vinh về dự án Sun Urban City Hà Nam thì uh, tại dự án này thì những khách hàng chủ yếu mua của dự án Sun Urban City Hà Nam, chúng ta có các cư dân đến từ tỉnh Hà Nam, những người dân đến từ các cái tỉnh lân cận như Nam Định cũng rất là đông, Hưng Yên, Thái Bình và đặc biệt là những cái vị khách hàng đến từ Hà Nội vì định hình sản phẩm của chủ đầu tư đây là đô thị nghỉ dưỡng ngoại ô vừa là một cái khu đô thị để ở, à, vừa là một khu đô thị để anh chị có thể mua những căn nhà để chúng ta về nghỉ dưỡng. Nhiều anh chị thắc mắc là Hà Nam thì có cái gì để về nghỉ dưỡng? Thì chủ đầu tư đang kiến tạo nên những cái mà chúng ta chưa nhìn thấy anh chị ạ. Chúng ta sẽ có một công viên săn ngô có quy mô lớn nhất đặt tại khu vực miền Bắc và sẽ đặt tại Hà Nam. Ngoài ra thì cái điều cải biến, cải tiến của công viên Sangua là có tổ hợp vui chơi giải trí trong nhà 100.000 m vuông sàn tương đương với một cái khu trung tâm thương mại như là Gâu Hà Nam. Và trong đó thì chủ tư sẽ tạo ra nhiều cái không gian vui chơi dành cho cả gia đình từ người già đến người trẻ, những không gian vui chơi giải trí đa dạng. Và đặc biệt hơn thì trong dự án còn nhiều các cái khu vực như công viên sinh thái, công viên sự kiện lễ hội nên là khi chúng ta về với Hà Nam chúng ta sẽ có đầy đủ các cái dịch vụ từ uh, uh, gọi là uh, cả nhà đi cắm trại đi picnic hay là vui chơi giải trí trong nhà hay là tắm biển tắm công viên nước hoặc là các uh, cho các cháu tham gia các cái khóa học ngoài trời rất nhiều các hoạt động tại uh, Sun Urban City Hà Nam và đó chính là một cái tương lai tươi sáng và cũng chính là cái lý do mà tại sao đến thời điểm hiện tại rất nhiều những anh chị từ Hà Nội đã đặt booking để giữ chỗ chờ ra mắt sản phẩm của dự án thành phố thời đại Sun Urban City Hà Nam. Điều đặc biệt hơn nữa thì cái việc kết nối về Hà Nam theo cá nhân em Vinh thì nó rất là thuận tiện các cái tuyến đường chính như là tuyến cao tốc CT01, Pháp Vân Cầu Rẽ, Quốc lộ 1A đều dễ dàng kết nối tới Hà Nam. Và khi anh chị từ thủ đô Hà Nội chúng ta về chúng ta chỉ lên cao tốc thôi Chúng ta không phải đi qua cầu như là sang các cái phía đằng bờ đông Hà Nội Mà ở đây chúng ta chỉ lên cao tốc và chúng ta đi một mạch Khoảng 35-40 phút là chúng ta sẽ về đến nút giao Phú Thứ Và chính thức ghé vào dự án Sun Urban City Hà Nam Và trên màn hình anh chị thì đây là khu vực sẽ phát triển nút giao Phú Thứ và tuyến đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đã chạy cắt ngang nút giao Phú Thứ này. Nhiều anh chị mặc dù là có biết đến Hà Nam hay là chúng ta đã đi qua Hà Nam nhưng mà nhiều anh chị cũng chưa biết đến là Hà Nam đang xây dựng một cái nút giao mới, chính là cái nút giao Phú Thứ này. Nút giao Phú Thứ thì sẽ cắt ngang bởi trục đường vành đai Nam vùng thủ đô Hà Nội và khi mà anh chị di chuyển từ Hà Nội trong tương lai gần, có thể là cuối năm sau khi nút giao hoàn thiện thì chúng ta chỉ mất khoảng 35 phút thôi. Em Vinh lấy điểm từ bến xe Giáp Bát anh chị ạ, chúng ta di chuyển chỉ mất khoảng 35 phút thôi, rất là nhanh. Và chính cái yếu tố về hạ tầng giao thông như vậy sẽ biến Hà Nam trở thành một trong những cái khu mà nghỉ dưỡng lý tưởng cũng như là rất là thuận tiện khi chúng ta có cái thời gian cuối tuần hoặc là những cái thời gian mà chúng ta không phải đi làm thì anh chị có thể đưa gia đình về tới Hà Nam để nghỉ dưỡng ngắn ngày rất là tiện đúng không ạ? Trước đây thì các cái chủ đầu tư các cái khu đô thị như là Eco Park, Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3 thì uh, mới đầu thì khách hàng ở Hà Nội cảm thấy nó rất xa nhưng mà chúng ta đi vài lần chúng ta thấy nó rất là quen và đặc biệt hơn thì anh chị đi sang bên đó thì chúng ta còn phải đi qua cầu chúng ta di chuyển mất rất nhiều thời gian ở trong nội đô thay vì như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn Hà Nam chúng ta chỉ lên cao tốc và chúng ta về thôi Hà Nam không có tắc đường và cái điều đó sẽ là một cái điểm cộng cho Hà Nam so với các cái tỉnh khác trong khu vực. Xét về yếu tố giao thông, xét về vị trí địa lý thì thực sự là Hà Nam đang đón đầu về cái làn sóng đầu tư, không chỉ là các cái cụm công nghiệp, các khu công nghiệp mà về hạ tầng cũng đã hoàn thiện và kết nối đồng bộ rồi. Anh chị nào mà đang tìm hiểu về một căn nhà mà ở tại chính quê hương của mình thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Có rất nhiều khách hàng với các cái lựa chọn khác nhau. Nhiều anh chị mua ở Hà Nội thì chúng ta có thể mua đầu tư và anh chị khi đầu tư dự án thì chúng ta nên nghĩ tới một cái tương lai dài hạn thì chắc chắn là sẽ thắng lợi thay vì là chúng ta đầu tư ngắn hạn và chúng ta chỉ lo là chúng ta ra hàng rồi chúng ta thoát hàng. Chúng ta hãy đầu tư với cái dòng thời gian nhiều và gần như là của để dành thì chúng ta hoàn toàn yên tâm với những cái tài sản của mình. Chắc chắn thì sau này sẽ sinh lời và lợi nhuận cao hơn là chúng ta mua đi bán lại quá nhiều. Ngoài ra thì anh chị nào mà đang làm việc tại các cái khu vực mà gần với trung tâm thành phố Phủ Lý như khu vực Đồng Văn, Bình Lục, Kim Bảng thì anh chị hoàn toàn có thể mua những căn nhà tại đây để ở để sinh hoạt Vì đây sẽ là một cái môi trường văn minh để cho con cái anh chị phát triển Cũng như là cuộc sống ở đây thì rất là văn minh Văn, văn minh hơn hẳn so với ở các cái khu vực khác tại tỉnh Hà Nam Và tại đây thì tại dự án thì cũng có đa dạng rất nhiều các loại hình sản phẩm Từ biệt thự dành cho những khách hàng giàu có, những khách hàng có điều kiện nhất và những sản phẩm nhà phố liền kề dành cho những khách hàng tài chính vừa phải từ 5 đến khoảng 7 tỷ là anh chị đã có thể sở hữu một sản phẩm tại đây rồi. Và đặc biệt hơn thì anh chị nào mà tài chính của chúng ta chỉ khoảng từ 2 đến 3 tỷ, thậm chí là hơn 1 tỷ thôi. Chúng ta cũng có thể mua được một căn nhà chung cư ở đây với cái cách mà chủ đầu tư bố trí không gian phòng làm thông tầng lên đến diện tích trần thông thủy lên đến 4,5 mét. Đó là một sản phẩm tối ưu về công năng sử dụng khi anh chị mua chung cư thì chúng ta cứ xác định là khoảng 24 tháng, khoảng 2 năm sau thì chúng ta sẽ có những căn nhà để chúng ta ở. Và nhà phố thấp tầng thì dự kiến chủ tư sẽ bàn giao sớm hơn. Và anh chị nào quan tâm về các cái sản phẩm bất động sản của Sun Group tại Hà Nam với dự án đô thị thời đại Sun Urban City thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Trên đây là những tiến độ mới nhất về khu vực nhà mẫu cũng như là công trường Sun Gua Hà Nam được cập nhật mới nhất vào tuần 3 của tháng 8 năm 2024. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về sản phẩm và hy vọng sẽ được gặp và tiếp vốn tư vấn thêm cho anh chị tại dự án. Xin chào.